vị thân mến, người nghệ sĩ luôn xuất hiện thật rạng rỡ trên sân khấu. Mấy ai biết rằng sau ánh hào quang sân khấu, họ đang phải nỗ lực từng ngày để trụ vững giữa một showbiz đầy những cạnh tranh thử thách. Điều khiến họ đứng vững chính là niềm đam mê với nghề, một tinh thần lạc quan hướng về phía trước, nhìn nhận những mặt tươi sáng của cuộc sống và đặc biệt là sự tin yêu của khán giả. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Có Hẹn Cùng HTVC để cùng gặp gỡ, chuyện trò và lắng nghe những chuyện đời, chuyện nghề, chuyện bây giờ mới kể của các nghệ sĩ. Chương trình được phát sóng vào lúc 20:40 thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTVC Thuần Việt và trên các kênh của dịch vụ truyền hình HTVC. Quý vị thân mến, vị khách mời đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay chính là một trong những diễn viên được yêu quý trong phim Cây Táo Nở Hoa. Từ hình ảnh đầm thắm cao sang của người phụ nữ xuất thân gia đình danh giá đến tâm lý đau đớn, cực đoan, gần như hóa điên, nhốt con gái trong xe hơi và bản thân leo lên thành cầu tự sát khi phát hiện chồng ngoại tình của nhân vật Lam, đã đánh dấu một bước ngoặt mới của Kim Nhã trong lòng khán giả đam mê phim Việt. Kim Nhã tên đầy đủ là Vũ Trần Kim Nhã, là một diễn viên người mẫu đang được công chúng Việt Nam quan tâm. Cô được công chúng biết đến từ khi tham gia các video hài của nhóm hài BBMPG. Với khả năng diễn xuất tốt, Kim Nhã là thành viên chủ chốt và là người đảm nhận nhiều vai diễn quan trọng của nhóm hài này. Năm 2016, Kim Nhã được khán giả Việt Nam quan tâm hơn khi là thí sinh đầu tiên lọt vào ngôi nhà chung của cuộc thi Việt Nam Next Top Model và cũng có những thành tích khá nổi bật. Xinh đẹp, có khả năng diễn xuất, cô từng góp mặt trong nhiều dự án phim như Cây Táo Nở Hoa, Điệp Vụ Chân Dài, Hợp Đồng Định Mệnh, phim Trường Ma cùng nhiều game show khác. Xin chào và xin được cảm ơn diễn viên Kim Nhã đã dành thời gian đến với Có Hẹn Cùng HTVC ngày hôm nay ạ. Xin chào Mai Anh. Xin chào quý khán giả của chương trình Có Hẹn Cùng HTVC ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì cũng rất là vui khi mà mời được Kim Nhã đến với Có Hẹn Cùng HTVC. Thì không biết là Kim Nhã có sẵn sàng để có thể chia sẻ những câu chuyện mà Mai Anh cũng đã nói đó, chuyện đời, chuyện nghề với Có Hẹn Cùng HTVC không ạ? Thật ra rất lâu rồi Nhã không có tham gia những cái talk show mà tự nói về mình. Thì bây giờ nhận lại thì cũng hơi hồi hộp. Nhã có thể chia sẻ là lý do vì sao mà trước đây Nhã không muốn tham gia những talk show mà chia sẻ về câu chuyện của mình không ạ? Thực ra hồi trước lúc mình còn trẻ trâu mình hay nhận. Nhưng mà sau đó mình cảm thấy so với cái tuổi nghề, tuổi của mấy anh chị rồi của cả những cái người đồng trang lứa với mình đó, mình chả là gì hết. Tự nhiên mình đi nói về cuộc đời của mình thì nó kỳ quá, với lại kiểu cuộc đời của Nhã nó cứ nhạt nhạt sao, nó chỉ có dính dáng tới chuyện gia đình rồi nọ. Cho nên là mấy anh chị có hỏi là em làm phỏng vấn đi, em trả lời trên talk show về mình đi. Nhưng mà đa phần các anh chị toàn hỏi về gia đình. Mà Nhã thì không muốn mọi người nhớ tới Nhã chỉ thông qua chuyện gia đình hay đổ vỡ. Thì Nhã chỉ muốn mọi người biết đến là qua những cái hoạt động, những cái cố gắng của mình thôi. Và thật sự là tới giờ phút này đây thì Mai Anh cũng có theo dõi Kim Nhã, Mai Anh cũng thấy là Nhã thật sự là đã có một cái bề dày trong công việc rất là nhiều, làm rất là nhiều lĩnh vực, từ quay những đoạn video clip trên YouTube nè, rồi sau đó là tham gia những bộ phim, rồi làm cả người mẫu nữa. Và hiện tại thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều câu chuyện để chia sẻ đúng không ạ? Nhã nghĩ thì đó là chia sẻ kinh nghiệm nhỏ nhỏ của mình. Nếu mà quý khán giả không chê thì chịu khó lắng nghe chút xíu. Không bao giờ chê khi mà khách mời đã đồng ý đến với chương trình. Và chắc chắn là bề dày kinh nghiệm của Kim Nhã sẽ rất là dày nên mới có thể chuyên trị được những cái vai tâm lý nặng như mình đã giới thiệu ở đầu chương trình. Thực ra gọi là ăn may. Thôi bây giờ mình quay về cái thời mà hồi nãy Kim Nhã có nói là thời trẻ trâu chút xíu ha. Lúc đó là làm mưa làm gió trên các video clip ở trên YouTube luôn. Mai Anh cũng là một trong những khán giả xem nhóm BB và BG rất là nhiều, thì cũng rất là thích Kim Nhã lúc đó. Vậy thì ý tưởng từ đâu mà các bạn lại lập một nhóm để quay clip hài ở trên YouTube như vậy? Thực ra là tụi mình chơi với nhau là thông qua một cái lớp người mẫu. Đó gọi là Teen Model Club. Thì xong rồi trong nhóm á, thì mới có một thành viên đi lấy chồng. Thì lấy chồng ở nước ngoài. Rồi đi rồi thì cứ nhắn tin về là ôi nhớ nhóm, nhớ này nọ. Thì BB Trần, thì Nhã hay kêu là má Bảo đó, tại vì tất cả mọi người trong nhóm đều kêu BB Trần là má Bảo. Đó, rồi má Bảo xưng lại mọi người là con. Thì mới thấy thương con bé đó quá, mới là quay mấy cái clip để kiểu hài hài, kiểu mà mọi người hay giỡn với nhau ở ngoài đời á. Xong rồi đem vô clip thôi, để cho con bé bên đó nó coi. Thì xui sao mình up lên không được. Nghĩa là mình up Gmail cũng không được, mình up mấy cái cách khác không được. Cái BB mới nói thôi, má biết một cách là bây giờ mình up lên YouTube. Xong rồi mình gửi cái đường link đó qua cho Ly, để Ly nó coi là dễ nhất. Thì đâu có nghĩ đâu, thì mình vẫn để chế độ công khai.
Rồi cái clip đó là quay năm 2010 đi. Dạ. Yeah. Một năm sau Bibi mới vô lại cái YouTube đó. Bibi mới thấy trời ơi, mọi người comment quá trời luôn, mọi người share đồ này nọ. Trời ơi, nguyên một nhóm là bị sốc tinh thần luôn mà. Kiểu không ngờ là trời cái gì vậy? Ủa, mình quay cho Ly mà tự nhiên quá trời người coi luôn. Xong cái mọi người nè, thừa thắng xông lên. Ồ. Oh. Đẩy tiếp luôn. Thế là yeah, có nhóm BBBG ngày hôm nay. Nhưng mà khi đó thì ai sẽ là người giống như là viết kịch bản rồi đạo diễn cho mọi người để Nếu chị nói tất cả đều dồn vào một thì em tin không? Là BB Trần. BB Trần là một người rất là siêu năng lực. Yeah. Nếu chị nói đây là mẹ chị là nhất thì BB Trần là thứ hai. Sau đó mới tới người yêu hay là chồng con gì đó. Là BB Trần là một tượng đài trong lòng chị. Dạ. Yeah. Phải nói là vậy. Viết kịch bản. Đi mua đạo cụ. Mua bông, mua hoa, mua cái gì cũng BB hết. Xong quay clip, ai quay, BB quay. Wow. Xong tới lúc BB đóng á, chị đứng cầm máy mà rung vậy nè. Bé khỏi luôn, dẫn chân máy, tự quay. Không đứa nào làm rồi được gì cho BB. Hậu kỳ luôn à. Hậu kỳ, nghe nhạc. Trời ơi, tin không, cái cảnh mà dẫn clip á là cảnh kinh khủng nhất trong cuộc đời chị. Phải chứng kiến BB dẫn clip. Em ơi, dẫn một khúc đó không á, nghe nhạc 100 lần. Dạ. Yeah. Hồi xưa là nhóm chị đầu tiên tiên phong là làm clip mà nhét nhạc. Dạ. Yeah. Đó là chạy nhạc vô trong clip đồ này nọ y như trong phim vậy đó. Dạ. Yeah. Xong ngồi trời ơi chị nói ám ảnh. Xong kể rửa về sau đâu dám ngồi kế BB nghe chỉnh clip nữa đâu, tại vì về nghe nhạc á trong tay mà có một đoạn đó cứ lặp đi lặp lại nó bị ngán. BB yeah, làm hết up clip cũng BB làm, canh trả lời comment cũng BB. Xong rồi xong có đường link gửi cho mọi người để mọi người share cũng BB. Cái gì cũng BB hết á. Nói chung là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên BB. Đúng rồi. Đúng luôn. Nhưng mà khi đó mình có thể nói là làm chơi ăn thiệt chị ha. Làm chơi ăn thiệt. Và mọi người trong nhóm chơi vui với nhau thôi nhưng mà thành là nhóm BB và BG. Gọi là gia đình thứ hai. Dạ. Tại vì mọi người chỉ đến với nhau là mai đi quay nha. Dạ. Là mọi người dạ em xin công ty cho em lịch phép rồi này rồi cái kiểu là mai tập trung đủ đầy đi quay. Dạ. Quay một cái clip á thì có 5 phút thôi em. Nhưng tụi chị dùng cả ngày để quay. Tại vô giỡn không? Giỡn cả ngày trời. Dạ. Vậy mà giỡn được hoài vậy đó. Nhưng mà khi đó là mỗi người thành viên trong nhóm là đều có công việc riêng hết. Đúng rồi. Dạ, chỉ đúng là tập trung một ngày rồi, để cùng quay một cái clip giống như là giải trí thôi đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ, nhưng mà đúng là đã có một cái hiệu ứng rất là tốt và rất nhiều khán giả thích BB và BG luôn. Mình không ngờ là được sự đón nhận rất là nhiều từ dạ, quý vị khán giả đó, một điều rất là cảm ơn. Và sau đó thì dường như là chị rẽ hướng sang người mẫu đúng không ạ? Đúng chính xác nha, là mọi người xuất phát từ người mẫu. Dạ. Chứ không phải diễn viên đâu. Xuất phát từ người mẫu và mọi người đều có một cái ước mơ là sau này mình lớn lên, mình giàu, tất cả chúng ta sẽ hùn tiền lại để làm một công ty người mẫu, để đào tạo người mẫu, để chúng ta có thể tiếp tục ước mơ được đứng trên sàn catwalk. À. Cái đó là điều kiện đầu tiên để mọi người gặp nhau, đó là người mẫu. Dạ. Cho nên BB Trần cũng đã tham gia mùa trước của Next Top Model. Thì tới chị thì BB boost toàn lực luôn cho chị, là tại vì đó là ước mơ của chị và BB. Yeah. Người mẫu là ước mơ của cả hai đứa. Yeah. Cho nên lúc đó là vote online là BB đẩy hết toàn lực để kêu gọi mọi người vote cho chị. Ngay cả mẹ chị cũng là mua 100 cái sim về. Mẹ chị mua 100 cái sim về tặng 100 cái mèo đó em. Yeah. Trời ơi, lúc chị biết xong hả, mẹ chị luôn cái lưng vậy luôn nè, ngồi vote đó mà đau lưng hơn. Trời ơi, chị biết chị khóc hết nước mắt luôn á, chị tức á. Dạ. Kiểu trời ơi, cái gì mà cực quá trời cực luôn á, thương lắm. Nhưng mà dù sao đi nữa là nỗ lực của mẹ của cả BB thì cũng đã được đền đáp xứng đáng, là chị đã có thành tích rất là tốt để có thể đi thẳng vào nhà chung đúng không ạ? Trời, thực ra là không phải chỉ hai người đó không đâu, mà lúc đó cái cũng nhờ mấy bạn thích yêu thích mình. Dạ. Họ cũng nỗ lực để bình chọn cho mình được vào. Lúc đó cảm ơn cực kỳ sự yêu thương của mọi người luôn. Dạ. Và khi đó mọi người nghĩ là chị sẽ thừa thắng xông lên đúng không ạ? Để có thể tiếp tục và chinh phục lấn sân những cái con đường khác của showbiz. Nhưng mà lúc đó chị lại hơi im hơi lặng tiếng và lui về cho gia đình. Và mãi đến gương mặt điện ảnh 2019 khi chị á quân thì lúc đó mới thấy sự quay trở lại của Kim Nhã. Thật ra cái năm 2016 nó là một cái năm rất nhiều biến cố. Yeah. Xảy ra với chị. Thì ngay cái đêm mà chị bị loại thì thầy của chị mất. Nhưng mà chị không được biết tin. Là thầy Đoàn Bá. Rồi sau đó chị về. Chị phải ở
nhà chung một đêm nữa. Nghĩa là không được ở chung với các bạn thôi, nhưng mà mình phải ở cái nhà kia để hoàn thành thủ tục xong mới được về. Thì mọi người đã biết tin lúc buổi sáng rồi, nhưng mà mọi người không nói chị. Thì có một bé nó mới nói là có người nhắn tin vô fanpage nói là thầy mất vậy đó. Thời lúc đó thiệt sự chị rớt, chị không buồn, mà chị nghe tin chị xuống tinh thần luôn. Xong rồi sau đó là tới mẹ của VB mất. Rồi chị cũng có sự cố của gia đình. Rồi sau đó BB mới quyết định là tất cả mọi người đồng lại quyết định là ngưng không làm BBBG nữa. Thì nói chung là chị sống bị cảm tính á. Cho nên là chị bị sốc tinh thần cái chuyện ngưng luôn. Đó, thì khoảng thời gian đó là chị ở BB. BB nuôi chị 2 năm đó em. Chị đâu có đi làm đâu, BB nuôi chị 2 năm đó. Cho nên là chị nói cả cuộc đời này biết ơn BB kinh khủng. Dạ, và chắc chắn là cái khoảng thời gian đó rất nhiều khó khăn, thì BB cũng là người giúp chị vực vực dậy tinh thần và vượt qua mọi vực thứ. Vực dữ lắm em. Vực lắm. Cứ tối là chuẩn bị đi ngủ là qua coi phim chung. BB trao dồi nét diễn thì BB kêu qua đi. Cái đợt đó có đi quay một cái sitcom nhỏ nhỏ. Kia nói không, 6 giờ sáng mai đi quay rồi cho ngủ đi. Không, ngủ đi, mai cho tiền đi Grab. Mai cho tiền đi xe hơi, lên cho anh ngủ. Trời, thức tới 4 giờ sáng em. Xong đi tắm rửa, 5 giờ sáng vô. Nè, đó, cho tiền đó, đi quay đi. Thương lắm, thương kinh khủng. Valentine tặng quà, Noel tặng quà, Ngày Quốc tế Phụ nữ tặng quà. Về hả, thấy chui trong phòng, mở cửa ra. Ra ăn cơm chưa? Rồi đóng cửa lại cái cành. Thương lắm, baby là thương cực kỳ. Sao hay quá, thật ra là để tìm được một người bạn mà như người thân trong gia đình như vậy là không dễ đâu chị Kim. Không, giống như mình có cái số. Mình toàn gặp quý nhân, giống như là cái thời điểm đó chị vượt qua được là xong rồi tới vụ gương mặt điện ảnh đó. Là chị vượt qua được khoảng thời gian đó là nhờ BB. Thì sau đó chị mới nhận ra một điều là không thể nào mình cứ bám lấy BB được. BB còn có cuộc sống riêng của BB mà. Thì chị mới gặp được một người bạn. Thì người bạn mới hỏi là chị thi chương trình này đi. Chị thi chương trình này đi. Tại lúc đó chị tính bỏ nghề luôn, không làm luôn. Chị tính kiếm công việc khác làm. Thì kêu là đi thi gương mặt điện ảnh đi. Đi thi thử. Đúng, mình bước vô mình thi thử, mình mới thấy mình dở. Mình dở em. Tại vì hồi xưa mình có một người thầy quá tuyệt vời, mà mình không học được gì nhiều chứ. Mình không tập trung, mình quá ỷ y, đến lúc không còn gì thì mình mới biết là những cái điều mà thầy cho mình nó trân quý kinh khủng. Mà bây giờ mình phải bước ra đời để học từ những người khác. Học thêm, học thêm, học thêm, học thêm. Thì trong gương mặt này chị mém bị loại vòng đầu luôn. Chị mém bị loại vòng đầu luôn á. Nhưng mà may mắn sau cái điểm chị vừa sát với cái bạn bị loại đây. Là ba bạn kia bị loại là chị ngay cuối luôn. Rồi xong từ vòng đó chị mới bắt đầu là học hỏi. Là đáng lẽ là diễn viên phải biết phân tích hoàn cảnh quy định là cái gì. Rồi tất cả những cái thứ liên quan tới diễn xuất, trong cái bối cảnh đó mình phải có tâm lý gì gì gì, gì. Thì lúc đó mới bắt đầu học em. Mà lúc đó là nhiêu? 29 tuổi. 29 tuổi rồi. Năm chị thi là 2019. 29 tuổi mới bắt đầu biết rõ những cái đó để học, để tự làm cho mình một cái kịch bản thi. Đó, thì chị cũng cố gắng đi. May mắn thay rồi là cũng đấu chọi thì cũng vào được thành áo quân của gương mặt điện ảnh năm 2019. Và theo như là khán giả theo dõi chị Kim Nhã thì thấy là từ Á quân gương mặt điện ảnh 2019 đó là một bước ngoặt cho chị để chị có thể vụt sáng rồi tham gia rất là nhiều những cái vai diễn sau này. Và nổi trội nhất là vai Lam trong Cây Táo Nở Hoa. Thì không biết là cơ duyên nào mà đưa chị đến bộ phim này ạ? Cơ duyên rất là dễ thương là chị có đóng cái phim Bệnh viện Thần Ái. Thì lúc đó chị cũng đã đóng với Thúy Ngân rồi. Xong rồi thì anh quản lý anh mới nhắn tin cho chị. Anh nói Nhã cho anh số điện thoại để anh gửi qua cho em đi cast phim Cây Táo Nở Hoa. Thì thật ra Nhã rất ít đi cast phim. Vì bị sợ. Sợ lắm. Lý do là sao ạ? Chị là diễn viên mà. Mà chị bị nhát nha em. Nghĩa là cho chị cái vai đó hẳn luôn đi, chị sẽ nghiên cứu rồi này nọ. Còn cho chị đi cast chị bị cập rập, bị rung. Thì chị cũng muốn thử. Lần đầu tiên sau mấy năm trời, lần thứ hai, thứ ba đi cast thì muốn thử. Thì chị Thảo,
chị Thảo đạo diễn á. Dạ. Chị mới kêu là cast cái vai của Thúy Ngân. Thì chị mới nói là chị ơi, nhưng mà cái dạng vai này em đóng rồi. Em đóng trong Bệnh viện Thần Ái rồi, cũng ngầu ngầu, cũng lạnh lùng, cũng khó tính. Thì là em đã đóng rồi. Nhưng mà chị vẫn cast. Và chị cũng biết là rõ ràng chị không có thể hợp với nhân dáng của cái nhân vật đó. Dạ. Nhưng mà chị vẫn cast. Sau đó thì chị Thảo mới kêu là ừ, chị muốn em cast cái vai này. Cái vai này nó nhỏ thôi, nó không lớn, nhưng mà chị biết là nó đặc sắc và nó là một điểm nhấn của bộ phim. Và nếu em cast ok, chị sẵn sàng viết thêm cho em vài phân đoạn. Dạ. Yeah. Tại vì kịch bản là chị Thảo vừa làm vừa viết luôn, cho nên là nó fit từng ly với từng nhân vật luôn em. Thì thành ra lúc chị cast á, thì chị cũng tưởng chị rớt rồi. Dạ. Yeah. Xong rồi hai chị cũng nói ừ, em cho chị xin lịch vậy, nhưng mà chị cũng không hy vọng gì hết. Rồi xong về. Về tới đầu 3-4 tháng sau, tới gần đi quay, thì mới thấy gửi mail. Em ơi, chị là bên này này. Cái chị mới giật mình, mới chợt nhớ lại là mình đã đi cast cái đó luôn. Chị coi như đặt nó vào trong quên lãng luôn, tại vì không biết là mình có đậu hay không. Rồi đi gặp chị Thảo, mà làm việc bài bản kinh khủng em. Yeah. Trước khi quay phim là làm việc bài bản cực kỳ kinh khủng, đọc kịch bản, tìm hiểu nhân vật, làm tất cả mọi thứ. Chị Thảo là dạ, rất là mấy anh cũng biết chị Hoàng Thị Thảo là một đạo diễn phải nói là rất có tâm và rất thân thiện, rất dễ thương luôn. Đúng, chính xác làm là phim chữ nào thắng luôn. Phim đó. Đúng, đúng là thân thiện dễ thương luôn. Dạ. Chị Thảo bước ra phim trường một cái hả là không bao giờ lớn tiếng nha. Dạ. Chị Thảo nói là à, mọi người giúp Thảo cái này, mọi người giúp Thảo cái kia, dễ thương lắm. Mà chị với chị giống như là hồi trước mình đi diễn mình chỉ biết là ừ, đọc thoại cái đó rồi mình đọc mình diễn thôi, là mình cũng đúng kiểu là đọc thoại á. Dạ. Trong đó ghi câu chua gì là mình diễn vậy. Thì sau này khi mà thi gương mặt điện ảnh rồi làm việc với chị Thảo thì chị Thảo nói là em có cái gì cứ nói chị. Thì chị ơi, em muốn cái khúc này em thoại vậy được không, em làm hành động này được không. Mà chị Thảo tinh tế cực kỳ luôn. Chị Thảo là một người góp phần rất lớn cho cái vai diễn Lam thành công mà được khán giả yêu quý. Kim Nhã là nhờ chị Thảo rất nhiều, rất nhiều. Là có những cái nét diễn giống như là diễn hình thể, là chị tức giận thì mắt là có rồi này nọ, nhưng mà chị dùng tay chị xiết cái dây áo ngủ của chị. Chị Thảo để ý kinh khủng. Chị Thảo kêu xong cái đó xong, chị Thảo kêu anh ơi xét giùm em góc máy, em muốn quay đặt Tả Nhã lấy tay xiết cái áo đó. Mà cái đó là ngoài cái tính toán của chị Thảo. Yeah. Là cái đó là bộc phát diễn viên. Chị Thảo tôn trọng cực kỳ luôn. Chị Thảo quay hết. Rồi ngay cả cái dĩa cắt thịt bò, hai người ngồi ăn với nhau, ngồi cắt thật miếng thịt bò dai thật, mà mình ăn mình cắt mà trong cái tâm trạng mà một người vợ mà chồng mình phản bội mình, mà chồng mình nói cho anh thời gian để anh cố gắng, trời lúc đó mình điên, mình soi máu, mình cũng cố gắng hết sức mình cắt mà nó không đứt luôn. Chị tức quá, chị buông dao nĩa xuống luôn. Mà dạ, là đúng theo cái tâm lý đó, giờ nghĩa là giống như là tổ thương mình hay sao á, cho mình miếng thịt bò dai thịt dai để mình có thêm cái hành động đó có thêm miếng diễn. Đúng rồi. Chị Thảo cho quay lại luôn. Quay lại cái hành động luôn. Trời ơi, tuyệt vời lắm. Nói chung cái vai diễn nó hội tụ được hết tất cả kịch bản nè, tâm lý diễn viên nè, cả cách xử lý của đạo diễn. Cho nên là vai Lam thành công là một cái gọi là không khác mong đợi của mình á. Tại vì mọi người đã đặt hết tất cả hy vọng vào trong đó luôn. Dạ, và khi mà nghe chị Kim Nhã chia sẻ lại thì cũng thấy là chị rất là tâm huyết với vai này. Tới thời điểm hiện tại mấy anh vẫn thấy là chị rất là sướng khi mà nói về cái vai diễn của mình luôn. Thật sự rất sướng luôn. Và có những cái phân cảnh mấy anh được biết khi mà mấy anh tìm hiểu á, thì có mọi người có chia sẻ là có cảnh chị tát chị Thúy Ngân tới 20 lần trong một cảnh quay. Chuyện đó là như thế nào vậy chị? Cái cảnh đó là chị biết là chồng của chị đang quen với Ngân rồi. Thì chị mới đi từ nhà lên thẳng bệnh viện, đi sọc lên thang máy, đi thẳng vào khoa của cô này. Cô này vừa xui bước ra một cái chị phạch buộc. Dạ. Là làm liên tục mấy chục cú vậy, tại vì nhiều góc quay. Thứ nhất là nhiều góc quay. Thứ hai là kiểu như là tát nhẹ quá thì Ngân chưa có hiệu ứng. Không hiệu ứng. Xong mắc cười lắm. Là chị đi lại đằng kia, tại vì lấy chớn mà đi lại đằng kia. Xong cái chị đạo diễn á, chị Thảo bước lại nói nhỏ chị nè, cái này quay cận mặt Ngân, tán một cái thật mạnh cho chị. Mà nói vậy, xong tay chị vậy nè, đúng luôn em. Trời,
thiệt thà chị để bị người ta đánh nha, chứ bây giờ mà chị đánh ai á là chị run người luôn á. Dạ. Run người luôn á, bị áp lực á, tại vì á mình tán mạnh mà cái sụt đó mà quay không ok là lại phải quay lại rồi lại tán nữa. Trời ơi, tại vì có góc máy nó đặt ở dưới như này. Dạ. Thì Thúy Ngân bị tán xong sẽ té xuống đây là góc máy bắt nguyên cái mặt Thúy Ngân ở ngay đó. Chị nói thôi kệ, thà tán mạnh một lần mong là nó xong luôn. Dạ. Thì đi tán bốp, Thúy Ngân bất ngờ luôn mà một cú quá mạnh, ăn luôn. Dạ. Ăn luôn cái đó luôn, cái sụt đó luôn. Trời ơi, chị nói nhưng mà may. Em bình thường là em nghĩ là trong phim ảnh hay là diễn là mình sẽ tác kỹ thuật chứ cái này là tác thiệt không phải chị. Tại vì á bắt quá cận em. Dạ. Nếu mà em tán giả là người ta thấy giả liền. Ừ. Mà cái này nó cũng là một phần hỗ trợ cho cảm xúc của diễn viên nữa. Dạ. Trừ cái chuyện mình tát quá mạnh cho diễn viên bị sốc tuột tâm lý thì nó khác, còn này là đúng tình trạng mình đi đánh ghen mà. Dạ. Tát một phát ngưng hết hồn luôn mà. Dạ. Tại vì đây là lần đầu tiên Ngưng gặp chị. Ừ. Thì phải là một cái mạnh. Dạ. Vô luôn. Thật ra nói tán 20 lần cái sụt đó thì không phải, cái phân cảnh đó thì không phải, mà là cả bộ phim, tất cả những phân đoạn chị đóng, chị đánh Ngưng 20 lần. Chứ cái đó thì cỡ chục lần thôi. Trời rồi cái lần ơi. Sau lần chục lần nữa. Dạ, nhưng mà sau đó là hai chị em có phải nói chuyện gì lại không chị? Không, bình thường lắm em. Dạ. Nhưng mà tối về vui lắm. Anh quản lý của Thúy Ngưng nhắn tin chị: sao hôm nay tán gà của anh mạnh dữ vậy? Trời ơi. Mà lúc đó mình không dám nói là chị Thảo kia em tán vậy, không dám nói. Tại chưa hết da. Dạ. Trời dạ. Mà tối nằm rung rung. Tại mình tán người ta mình bị sợ, em sợ dạ. Thiệt. À và đó là cái phân cảnh mà chị tát chị Ngân. À, còn những cái cảnh như là chị tự sát nè, rồi những cái cảnh chuyển biến tâm lý nó rất là phải nói là thay đổi 180 độ, từ một cô gái rất là đầm thắm, xuất thân giàu có sang trọng, rất là xinh đẹp, nhưng mà sau đó thì lại là thay đổi hoàn toàn và gần như là bị tâm thần luôn. Thì chị đã làm thế nào để có thể chuyển kích mặt tâm lý rất là khéo và rất là hay như vậy? Thực ra là cái phim đó cũng có một cái rất là khó cho diễn viên là như chị, diễn viên mở phân đoạn như chị, là tại vì sẽ quay cái khúc này, khúc kia, khúc nọ, rồi thời gian cách nhau rất là dài, tại vì phim đó làm ngừng 1 năm trời. Dạ. Thì cũng may là có chị Thảo. Thì chị Thảo có, hai chị em có nói nhau, phân trước là em như vậy nè, em có nhớ không? Hoặc là phân trước mà chưa quay á, thì chị Thảo sẽ nói là phân trước nó sẽ là tâm lý như thế này nè. Đó, thì lúc đó mình bắt đầu lấy tâm lý. Yeah. Để mình làm. Cái vai đó thực sự hay. Tại vì cái tâm lý nó xuyên suốt hoàn toàn luôn em. Cho dù nó cái khoảng thời gian nó quay có xa nhau đi chăng nữa, nhưng mà nó vẫn là một cái tâm lý liền mạch của một cô gái là. Thực ra cái cô gái này á, cổ không có thương chồng nhiều đâu. Ừ. Cổ là một cái dạng người là một cô gái nhà giàu, và những gì cổ muốn là phải có. Dạ. Và những gì của cổ thì không ai được phép đụng tới hết. Lúc cổ có thì cổ không trân quý đâu. Dạ. Rồi tới lúc mà để người ta muốn đi, cổ không cho người ta đi. Dạ. Đó là một cái sự yêu đương ích kỷ của bản thân. Cổ không có dành thời gian cho ảnh, nhưng mà đến lúc ảnh cần cái sự chăm sóc thì cổ lại phát điên lên. Dạ. Đó, thành ra là cái tâm lý nó gần xuyên suốt, cho nên chị vô tâm lý đó vẫn ok, vẫn bình thường. Dạ. Nhanh. Như vậy là những vai có thể nói là tâm lý nặng chị cũng đã chinh phục được rồi. Hài thì ngày xưa là đóng quá nhiều rồi, không biết là tới thời điểm hiện tại còn thứ nhân vật nào chị muốn thử sức nữa không ạ? Thực ra thì chị muốn thử sức một vai võ thuật này. À. Một vai phản diện, mà phản diện cái kiểu là không sao hết, nguy hiểm nhưng sau lưng là người nắm hết tất cả. Yeah. Những cái mưu mô, những cái kế hoạch trùm cuối, thì là chị lại thích cái dạng vai đó. Dạ. Yeah. Nhưng mà thường thường là chị, nếu mà nói thì mọi người nhìn vô người, mọi người sẽ nói là đây là cô này, cô đào đẹp, thường sẽ đóng nữ chính hay đóng những cái vai nào đẹp đẹp, còn những vai mà đánh giỏ rồi hành động á, nó sẽ có những cảnh quay nó ảnh hưởng đến ngoại hình, đến sức khỏe của bản thân, thì chị có chấp nhận không? Trời ơi, em hồi xưa chị xấu quắc cả, bây giờ là chị tự chăm chút bản thân hay là nhờ ekip chăm chút chị á? Chứ chị hồi xưa em trong nhóm BBBG chị là chuyên trị dây xấu mà, chị đâu có sợ gì đâu. Dạ. Không có sợ gì hết á. Chị cũng lăn xả lắm. Chị sợ là kiểu cái lưng chị yếu á. Dạ. Vô da võ thuật nó không
không tốt thôi, chứ thật ra là chị mê mấy cái đó lắm. Mê giả mang, thấy ai mà nữ mà đánh ngầu 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 là chị mê lắm. Hồi xưa chị chạy xe mô tô mà chị dạng bình kiểu cách tính á, kiểu mê mấy gu đó đó. Vậy là khán giả cũng sẽ rất là mong có một bộ phim nào đó thấy được diễn viên Kim Nhã trong vai mạnh mẽ ha, xinh xinh một chút cũng cũng ok rồi, biết võ và nguy hiểm phản diện trùm cuối đúng không? Dạ, cũng rất là mong là chị sẽ nhận được những vai như vậy để khán giả có cơ hội được xem Kim Nhã những cái mặt khác nhau. Như vậy thì trong phần cuối chương trình chị có thể chia sẻ một chút về dự định, kế hoạch của chị trong thời gian sắp tới không ạ? Nói về dự định và kế hoạch tương lai thì chị dở nhất cái đó luôn. Sao vậy? Hồi xưa tới giờ chị không có một cái dự định gì cho tương lai luôn á. Là tất cả mọi thứ, kể cả việc làm diễn viên hay là gì á, là BB đưa đẩy hết. Và tới thời điểm hiện tại vẫn như vậy á? Tới thời điểm hiện tại thì chỉ có mấy anh chị mà mời phim á, mình thì mấy anh chị nhắn tin thôi. Còn ngoài ra là chị không có một cái kế hoạch gì hết trong tương lai. Và chị chỉ biết là tổ cho con đi tới đâu thì con xin làm theo tới đó. Chứ mình không biết, mình chỉ ước thôi. Mình chỉ ước là ước mình được vai này, ước mình được vai kia, ước mình được đóng cái này cái nọ. Nhưng mà thường thường là cậu được ước thấy hả? Thì cũng trộm vía, cậu được ước thấy. Như vậy là cũng rất là hay rồi, khi mà có thể là do mình sống tốt nên là được mọi người yêu thương. Mình cũng thấy là số mình gặp được nhiều quý nhân. Nhiều người thương, nhiều người giúp đỡ. Và hiện tại khi mà và hiện tại trong cuộc sống thường ngày, nếu mà không đi diễn thì cái sinh hoạt của chị sẽ như thế nào? Hiện tại thì chị đang tập trung làm cái shop hoa. Tại vì chị chỉ có mình mẹ chị thôi. Thì thành ra là mẹ chị thích làm gì thì chị ủng hộ mẹ cái đó. Thì mẹ chị cũng học rất là nhiều em ơi. Mẹ chị hỏi chị á là ủa sao nhà không có ai làm gì nghệ thuật á, sao tự nhiên mày đi làm diễn viên vậy? Nói chị gái ơi, kêu nhà chị gái mà, chị gái ơi chị nhìn lại mình đi. Cầm kỳ thi họa mẹ chị có đủ em. Viết thư pháp, vẽ tranh, thêu, mai, đàn, hát. Rồi bây giờ qua tới cắm hoa em. Thì em nghĩ coi, mẹ chị có hết, chị không có gì hết. Chị không có một cái hoa tai nào luôn. Là một mình mẹ chị ôm hết. Xong bây giờ làm cắm hoa, đi học, mới đây là học cắm hoa. Thì chị mới thấy lớn rồi mẹ thích làm gì thì mình ủng hộ mẹ cái đó. Mở shop hoa. Ở shop hoa, rồi hai mẹ con tối đi chợ hoa, đi mua hoa, xong về cắm hoa. Cho nên là làm chơi chơi vậy đó. Cái gì thấy cũng dễ thương. Dạo này chị thích cây cỏ lắm. Tự nhiên thích rồi. Chắc tuổi lớn rồi sao đâu. Thích cây cỏ hoa lá luôn, mê lắm. Xong cái thấy cũng vui. Rồi nghĩa là có hoạt động chung, hai mẹ con nói chuyện, chị ít khi nói chuyện, mẹ chị qua ba câu. Rồi ba câu là cãi lộn, ba câu cãi lộn. Chị nói tới câu thứ hai rưỡi là chị biến mất tiêu rồi. Thành ra từ ngày có shop hoa với hai mẹ con cũng thân thiết hơn, nói chuyện nhiều hơn, hỏi trao dồi nhiều hơn đó. Nên là chị sẽ tập trung làm shop hoa cho mẹ. Và mẹ chắc là cũng sẽ và mẹ chắc là cũng hay theo dõi các chương trình của chị, các bộ phim của chị đóng đúng không chị? Không phải theo dõi em, đó là theo sát luôn. Theo sát luôn. Vậy chắc chắn là mẹ sẽ theo dõi chương trình ngày hôm nay. Chắc chắn rồi. Chị có lời gì chia sẻ với mẹ ngày hôm nay không ạ? Thì con cũng mong là mẹ để ngoài tai, ngoài mắt những cái comment không hay ở trên Facebook. Tại vì thực ra thì mỗi người một cuộc sống, người ta muốn comment, người ta muốn bình luận gì cũng được. Đó, đừng có suy nghĩ nhiều quá, chi cho phức tạp. Rồi với lại con mong là những gì mẹ yêu thích, mẹ sẽ luôn làm được nó. Và con sẽ luôn ủng hộ những cái gì mà mẹ muốn. Dạ, rất là dễ thương và chắc chắn là cô sau khi xem chương trình ngày hôm nay sẽ có rất là nhiều cảm xúc và cũng sẽ rất là hạnh phúc khi nuôi nấng và có được một cô gái xinh đẹp và thành công như ngày hôm nay ạ. Một lần nữa xin được cảm ơn diễn viên Kim Nhã đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Chúc chị sẽ có thật nhiều sức khỏe và cũng không quên là chúc mẹ chị, chúc cô sẽ luôn luôn hạnh phúc. Xuất hoa của hai mẹ con sau chương trình ngày hôm nay sẽ nhiều người biết hơn nữa và đến đông thiệt là đông luôn. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn chị rất nhiều ạ. Và quý vị thân mến, khép lại cuộc trò chuyện rất là dễ thương với diễn viên Kim Nhã. Ngay lúc này đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua những chương trình đặc sắc trên các kênh sóng của dịch vụ truyền hình HTVC. Em chưa 18 nhưng mà em cũng 16 rồi chứ bộ. Anh không hiểu ý em không? Nè. Đó.
đúng rồi. Chừng nào con Liên nó có bầu với thằng Quyết thì mới sợ. Thì đó, Hoàng Quyết với Hoàng. Đi hái sen hả? Cho anh đi đi với. Thôi Miên ơi. Thôi, đừng có hò nữa. Lật xuồng nó bây giờ. Mới kêu người ta năn nỉ xong luôn, giờ quay qua không chịu là sao? Má chỉ là người dưng, ruột dư, ruột thừa thôi. Tụi con có cách nào giúp ông khuyên bác hai trở về nhà không? Chứ kiểu này còn tích nhất gì nữa. Bác hai bị hại là do tụi con đồn đó hả? Nhưng mà tụi con không đồn vậy, sức mấy bác hai gái chịu về. Cũng vậy là bác hai vừa bị du qua mà vừa phải cảm ơn tụi con nữa hả? Ai cho anh cúp không? Thôi, ai cho anh lên. Quá, quá. Đừng lo cho tao. Ở đâu ra? Quay. Tụi bay cả đám, bạn hiếp người hả? Mày là thằng nào? Tao là đại ca Khương. Cứu em với. À! Chuyện là ai vậy? Cô có biết gần đây có chỗ nào có quán nét không? Không. Cô có điện thoại không? Để cô mượn. Không. Gì cũng không. Cô có tên không? Tử Hiệp. Tay anh này, đại gì em không đã. Quý vị thân mến, và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Có Hẹn cùng HTVC ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mai Anh và diễn viên Kim Nhã xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.